nha, vít ngắn này em có nâu vàng luôn, em đang mang là sô-cô-la có màu đen luôn. Có bộ nào xăng nhẹ hơn 74 hả? 74 là xăng nhẹ nhất rồi chị ơi, 74 là xăng nhẹ nhất rồi chị Xuân Duyên ơi. À, xăng nhẹ nhất luôn rồi, còn nếu mà chị muốn nó xăng nhẹ hơn nữa thì nếu mà chị yêu cầu á, thì em sẽ dùng máy để em kéo bớt ra cho chị. Kéo bớt ra cho chị bớt cái phần xăng đi, nó chỉ còn là cúp cái dạng như là xăng cúp chữ C thôi nha chị Xuân Duyên nha. Tóc bộ là em sale đồng giá là 220 tặng kèm lưới chùm. Rồi cái bộ em đang mang mã là 3030 màu nâu sô-cô-la. Em có màu nâu vàng và màu đen luôn nha, là 3 màu nha. Ai lấy cái bộ này comment giúp em 3030 màu nâu sô-cô-la kèm số điện thoại luôn giúp em. 220 một bộ tặng kèm lưới chùm nha. Có rảnh da đầu y như tóc thật này mấy chị nè. 220 nha bạn ơi, 220 một bộ nha. Cái bộ em mang comment giúp em 3030 màu nâu sô-cô-la nha. Xăng dài nhất hả? Xăng dài nhất rồi, cho xem 8180 nha. Rồi em qua xăng dài nhất cho mấy chị xem. Xăng dài nhất 8180, form rất là đẹp luôn nè. Cái bộ 8180 này là bán một thời luôn, một thời luôn. Hôm trước Tết đó là bán hàng là cháy hàng, không có mà bán luôn, không có hàng nữa mà bán luôn. Rồi em qua 8180. Đây em đang mang là 8180 nha. Chị nào lấy cái mẫu này comment cho em 8180 nè. 8180 này xong dài nhất 65cm nha. 8180 màu nâu vàng. Chị nào lấy cái mẫu này comment giúp em 8180 màu nâu vàng kèm số điện thoại luôn giúp em. 8180 màu nâu vàng kèm số điện thoại giúp em. Mẫu này 8180 này là em có màu nâu sô-cô-la và màu đen luôn nha mấy chị nha. Nâu sô-cô-la và màu đen luôn là 3 màu nha. Ai lấy cái bộ em đang mang comment giúp em 8180 kèm số điện thoại giúp em. Mẫu này là dài nhất bên em 65cm nha mấy chị nha. 65cm dài nhất bên em luôn. Ai lấy cái mẫu này comment cho em 8180 kèm số điện thoại luôn giúp em nha. Xăng dài nhất nha. 220 một bộ tặng kèm lưới chùm nè. Rồi hồi nãy bạn nào hỏi cái nào? Rồi bây giờ em qua ngoạm nha, bây giờ em qua tóc ngoạm cho mấy chị xem nha. Rồi bây giờ em qua ngoạm và mái nha. Rồi ai lấy bộ này comment cho em 8180 nè, em qua ngoạm và mái cho mấy chị nè. Ngoạm nha. Rồi ngoạm bây giờ em qua cái loại ngoạm xoăn dài nhất nè. Ngoạm xăng dài nhất nha. Ngoạm xăng dài nhất nè, dài 65cm nè. Em đi kèm máy không cho mấy chị xem combo nha. Rồi ngoạm xăng dài nhất nè, 130 nè. 130 một cái ngoạm nha mấy chị ơi. 130 một cái ngoạm nha, chị nào lấy ngoạm thì comment giúp em. Ngoạm xăng dài kèm số điện thoại luôn giúp em. Ngoạm xăng dài nhất kèm số điện thoại giúp em 130 nha. Kẹp U 3/4 đầu có Ngọc Trân ơi, nhưng mà kẹp U là chị không có like em ơi, em vô album xem. Em vô album tóc kẹp U xem giúp chị nha, chị úp rất là nhiều mẫu luôn. Hoặc là em inbox chị cho em xem nha. Rồi đây nha, ngoạm xăng dài nhất là chị nào lấy thì chốt giúp em. Ngoạm xăng dài nhất kèm số điện thoại luôn giúp em. Chất là em bao dày cho mấy chị luôn nha. Rất là dày đẹp luôn nha. 130 nha mấy chị nha, 130 một cái ngoạm nè. Em đang mang là sô-cô-la, nó có đủ màu luôn. Rồi Lê Trinh lấy 8180. Ai lấy cái ngoạm xăng dài thì comment giúp em là ngoạm xăng dài kèm số điện thoại luôn giúp em nha. Rồi em qua cái ngoạm ngắn luôn nè. Qua ngoạm ngắn luôn cho mấy chị xem nha. Rồi qua ngoạm ngắn. Ngoạm ngắn hơn nha, ngoạm ngắn hơn thôi nha. Ngắn hơn của nó là N44 nè, là xăng cao, cái này là xăng cao. Xăng cao N44 là Hoàng Dung nè. Đổi lại 8180, ok Hoàng Dung, đổi lại 8180. Nguyên đầu có nha bạn ơi, nguyên đầu mình mới vừa like xong á. Nguyên đầu bạn muốn xem mẫu nào thì bạn comment giùm mình nha. Rồi qua cái mẫu ngoạm này mã của nó là N44. Qua cái mẫu ngoạm này mã của nó là N44 nè. N44 nha, là xăng cao rất là đẹp luôn nè. Chị nào lấy cái ngoạm này comment giúp em N44. N44 kèm số điện thoại luôn giúp em. N44 nè, em đi kèm máy cho mấy chị xem nha, kèm máy nha. Ai lấy cái mẫu em đang mang thì comment cho em N44. Rồi ai lấy máy thì chốt máy giúp em luôn, máy là 80.000. Máy là 80.000 nè. Ngọc là Ngọc hay khóc nè, 74 nâu vàng ok nha. Rồi mẫu này em đang mang là N44, cái ngoạm này mã của nó là N44 nha. Em có màu nâu vàng, nâu sô cô la và màu đen. Em đang mang là sô cô la nha mấy chị nha.
Rồi đi kèm máy luôn, ai lấy máy thì mình chốt máy kèm số điện thoại giúp em. Lê Trinh ơi, Lê Trinh ơi, chị chốt rồi, trưa nay bên em sẽ gọi chốt hàng xin địa chỉ rồi sẽ báo ngày tới cho chị nha. Còn bây giờ là em chưa có biết được, em chưa biết được là chị ở tỉnh nào hết á. Rồi khi mà bên em gọi chốt hàng là sẽ báo ngày tới cho mấy chị luôn, báo giá tiền như ngày tới cho mấy chị luôn nha. Rồi ai lấy máy thì chốt máy kèm số điện thoại giúp em nha. Ai lấy ngoạm thì chốt ngoạm kèm số điện thoại luôn giúp em. Ngoạm 130, còn máy chỉ có 80 ngàn thôi. Rồi qua mẫu tiếp nè. Qua ngoạm xù luôn nha. Đây qua ngoạm xù luôn. Ngoạm xù là 130 luôn. Ngoạm xù là bao dễ thương luôn nha. Ngoạm xù là bao dễ thương luôn, 130 luôn nha. Em có đủ màu luôn nha mấy chị nha. Ngoạm xù em có đủ màu. Ai lấy ngoạm xù thì chốt ngoạm xù kèm số điện thoại giúp em 130 nha. 130 một cái ngoạm xù nè. Ai lấy ngoạm xù thì chốt ngoạm xù 130 nè. Rồi có ai chốt cái gì nữa không thì mình chốt nhanh giúp em nha. Bây giờ chị nào muốn chốt gì nữa thì mình chốt nhanh giúp em nha. Chốt trên like là mình được tính giá sale nha. Còn chị nào mình muốn mua gì nữa thì mình inbox giúp em nha. Còn bây giờ cái livestream này là bây giờ trễ rồi, nhưng bây giờ em sẽ kết thúc cái livestream tại đây nha. Chị nào muốn mua gì thì mình inbox giúp em. Chị nào muốn mua gì thì inbox giúp em nha. Rồi nha. Rồi bây giờ em kết thúc livestream tại đây nha. Tạm biệt mọi người. Cho em xem lại nguyên đầu. Tóc dài vừa xoắn màu nâu sô-cô-la. Nguyên đầu xoăn dài nhất là 220 nha. Nguyên đầu xoăn dài nhất là 220 nha, nha nha chị ơi. Dài ngắn em đều bán đồng giá là 220, mà không móc lại là 220 nha. Nguyên đầu tóc dài vừa, dài vừa là mã 74 được không chị Lý Lê ơi? Em đổi cho chị xem mã 74 nha. Ngoạm xù đẹp quá nè. Em đổi cho chị xem mã 74 nha chị. 74 màu nâu sô cô la nè. Rồi chị Hằng Hiếu nè. Hằng Hiếu Google. Rồi Hằng Hiếu. Rồi em chốt cho chị like tay ngắn nè. Rồi em qua cái mẫu. Rồi em cho mấy chị xem xoăn vừa nha, xoăn dài vừa mã 74 đây nha. Xoăn dài vừa mã 74 đây. Cho mấy chị xem 74 màu nâu sô cô la nè, xoăn dài vừa nè. Cái này là dài 50cm là dài vừa nha. Người mập, người ốm hay người cao, người thấp mình đều xài được hết. Íp mẫu U cho chị. Ok chị Hằng Hiếu nha. Chị inbox giùm em nha. Rồi cái mẫu này là 74 màu nâu sô cô la nè. Chị nào lấy cái mẫu này chốt nhanh giùm em nha. Chốt nhanh nha, em kết thúc livestream nha. Rồi ai lấy cái mẫu này comment cho em 74 màu nâu sô cô la kèm số điện thoại luôn giúp em. 74 màu nâu sô cô la kèm số điện thoại giúp em. Tóc này là mấy chị vén tay rất là ok nha, vén tay rất là đẹp luôn nha, rất là tự nhiên luôn. Tóc không mái nha, tóc không mái em có xoăn dài nha. Rồi Trần Tiến. Trần Tiến ơi, chị lấy cái gì vậy chị Trần Tiến? Chị Trần Tiến lấy cái gì chị chốt cho em mã hàng nha chị Trần Tiến nha. Ship Đà Nẵng là 30k nha, mini Nguyễn nha. Mini Nguyễn nè. Trần Tiến lấy cái gì chốt cho em cái mã hàng luôn nha. Rồi ai lấy cái bộ này comment cho em 74 màu nâu sô cô la kèm số điện thoại giúp em. Ai lấy cái bộ em đang mang comment giúp em 74 màu nâu sô cô la kèm số điện thoại giúp em nha. Không mái hay không mái thì em có không mái xoăn dài. Em có không mái xoăn dài với lại không mái thẳng cúp ngang ngực nha chị ơi.